phẩm chống dịch mùa Covid nhá, vẫn đảm bảo chất lượng. Hôm nay tiến hành luộc gà. Thưa các bạn, đây là chỉ có gà của con đường con. Gà đường con mà nấu rất nhiều nước, nước to. Các bạn nên biết để làm gì rồi đấy. Bởi vì là nửa con gà này sẽ cho cả nhà ăn, cả nhà 4 người ăn trong một ngày, đủ 2 bữa trưa, chiều, và rất là đầy đủ chất. Nhất là mình luộc cái thừa con gà này lên, sau đấy là sẽ làm gà sẽ xé ra. Trước bữa trưa mình sẽ nấu mì phở, và gà sẽ còn một phần nước thì tối mình sẽ nấu cháo gà. Thế là đủ chất, rất là ngon, mà lại nấu cũng tốn nhiều công, rất nhiều công sức để nấu. Gà mua về làm sạch xong rồi mình cứ bổ đôi, rẻ nhất. Cái giai đoạn ở nhà mà không kiếm ra tiền khó khăn, ăn uống rẻ nhất nhưng mà cũng đầy đủ chất. Tất nhiên là không phải hôm nào cũng ăn cái này, một tuần chỉ ăn một ngày cháo gà, bún gà, miếng gà. Các bạn có thể nấu miếng, bún. Mọi người xem video nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và dân dã thôi, nó đơn giản cho cuộc sống hàng ngày. Đẩy vào để tiếp tục luộc. Bọt này cũng có thể là mỡ, cũng có thể là nhiều thứ, nhưng mà thôi thì cứ hớt bỏ đi cho nó sạch. Nước trong nước luộc này mình đã cho một ít mắm và một ít muối và một ít muối chính rồi nhá. Đấy, sau khi hớt bọt thì nước trong tắt rồi. Thank you.
ra là các bạn ăn cà luộc ấy, khi các bạn vớt ra này các bạn cho luôn vào nước lạnh. Xương gà chúng ta cho vào nồi cháo nhé. Con gà này rất là già luôn, không phải già rất là nhiều tháng. Gà đấy nó gà công nuôi công nghiệp nên nó bở nó dễ làm. Cái gà này mình làm chắc thật dính với nhau.
dài quá thì chúng ta phải lấy dao để cắt. Đấy, dài quá. Đấy. Thấy không? Thịt ngon chưa? Đấy. Rất là ngon. Các bạn xem video dân dã của mình thì ấn một cái tin nha. Xin cảm ơn. Đây nha các bạn nha. Đây, sau khi bắt thịt gà đây, bắt thịt gà được mình xé ra, gần được bắt luôn. Chế nước vào. Đấy, nước của nước sủi quá. Nước sủi nha. Để mình chế được. Wow, quá ngọt. Hãy quay vào cái mì gạo đó. Cho thêm gói mì tôm mà. Cho thêm một gói mì tôm mà cho nó thành mì tôm và mì gà. Ăn thành kiểu mới nha. Hai cái trộn với nhau. Mì gà và nấu trước. Chuẩn bị đi cho ra ăn thôi, cả nhà ăn thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé.